biết lớn lên được đi khắp muôn nơi, còn tôi không mơ như thế. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích dù béo không âu lo, vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no, rất mơ đồ ăn ngập tràn ngập. Còn tôi không mơ như thế, vì tôi mơ được ăn thỏa thích dù béo không âu lo, vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no, rất mơ đồ ăn ngập tràn một năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.